Bác bởi mọi văn tơ từ nay theo cùng chính bác kinh phát vô đầy đủ đai kinh tay vô đầy đủ bầu ban kinh qua bơi mà lên mở kinh toàn điều xe lê bách quanh năm xe băng phải mãi mãi ơi mở nay kỷ lục kiểu phu pháp cần ban tháng lập lâm phủ thay cần ban sơn ngày ngày mở mô linh nga lên các tao lão cao công ơi hử ca ơi thay phủ pháp cái hư giang thay tiền ngự họ pháp mô linh nga linh mơ nhằm hư ca vi ca linh ca li ca li ca thay phủ thâm vị nhà thay tâm tẩy tao cái khóc pháp thay cha thay lộ thay thờ mà phủ bô lô mở thiên trường bóng pháp óc sát phương nam ơi thay ơi kéo óc đang tưởng nhiều bóng pháp óc sát lúc thiếu mạnh lẽ pháp ơi thu theo mơ ban thản phú nam thay ơi theo du kỳ bằng sơn phú sát mơ lúc chiếu giờ nay mảnh danh phủ tang con nam mảnh khẽ mơ văn nhắm tay tay mọi bạn ơi ơi mảnh danh chầu tai thỡ ông sát bay ông ban thắng ơi ông sát mơ con nam ngọc đang con nhiều ông sát lúc chiều đã xong ngọc nam con nam vừa rồi mơ giờ nay lúc chiếu xịch pháp khẩn ban thắng nghỉ chân tinh ngọc thay ơi khẩn bằng sợi nghi mết mơ giờ nay lúc chiếu ao kỳ phung ngọc mở tu lách đùng đây phung tu khang mở đùng mặt phung đùng mơ thắng tạm tu lách phung bo lùng mở chất tạm tu khang hát bao mơ thắm tặng tu lách hát bao mở chất tâm tu khang hát bao mở tu lách coi hoàng coi du cho tu lách lung đây cho nó mơ tu khang lung hảo ơi kiếm lách trăng ơn ngại khi phong kiếm khang trăng mơ hơn lượng khi ban kiếm lách mơ du ti cầm ngăn du tả cầm cách ơi thay ơi ông hơ mà sinh cung bố bay thay ơi ông hơ mà nay cung bố tấn thầy ơi à lục kiếu tình tàu bay còn năm này đâu phải mơ giờ nay phương hiểu du ban tham nghỉ chân mơ giờ nay phương nam du ban xuân nghỉ mệt lúc kiếu cùng nhật tạo vâng vâng con năm vâng vâng già già ơi khởi óc khai nghỉ chân nó đang nghỉ mệt lục kiếu không phải cãi nhau đâu nữa mà hai chị đến ngồi đây, hai chị đến ngồi đây em nhìn em biết rồi, nói chung là hai người vẫn yên thôi, không có cái gì hết, chỉ là đến muốn xem nó như muốn bán được phải không? Nhưng mà sợ hai chị đi bói bây giờ chưa? Nói chung là ít lắm, những người chuyên đi bói em biết ngay, cho nên là trước khi bói em phải hỏi luôn, nói luôn, bởi vì em bị rồi, nhiều người ấy toàn về đây lừa thôi, cái người chết rồi, chồng chết rồi, bắt đầu về đây bói, lấy cả cái tên chồng ở đây, xong rồi đến lúc bói xong rồi đến lúc chồng cho lại bảo là không biết là đã vờ ấy. Nào, bỏ ai trước? Thủ công ở đâu? Người kinh thì thôi. Người kinh nhé. Người kinh lấy thờ thủ công ở bên trong nhà. À không, thủ công của chị bên ở ngoài. Ngoài. Chỗ gọi là cái gì? Thủ công Pha Lát. Ai bảo biết đấy? Bảo vừa đi Pha Lát làm ấy. Kia đứa đồng mà bành. Ở nhà bà phải... Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng này. Người họ gì đấy? Họ Nguyễn xem như thế thì khác ở riêng ra hay là khảo lương bản? Thế là chị ở riêng, ở riêng mà riêng thờ riêng rồi phải không? Thế thì thôi, đi xem thì chồng xuống thôi. Thế nhưng mà chị chị ở nhà ngoại em, chị ở nhà ngoại. Ơi, hiểu rồi. Thế thờ ma nhà ngoại cái gì? Thờ ma nhà ngoại. Họ gì? Lấy mình thôi nhé. Nguyên thư mấy? Biệt thư mấy? Sinh năm bao nhiêu? Chín mốt là bao nhiêu? Năm mốt. Con thế sao lại lấy họ Dương á? Thờ họ mình lấy họ mình không được ạ? Thì bây giờ chị thờ ở bên này thì chị thờ lâu chưa? Mới bao nhiêu ngày rồi? Bao nhiêu tháng rồi? Năm ngoái năm kia? Dương con trai Dương là vậy. Sinh năm bao nhiêu? 2012 2012 à 2010
Còn thằng em là 2017. 12 tuổi nữ phải không? Thứ hai. 20 bao nhiêu? 20 bao nhiêu? 12. Nam à? Bỏ nhau, vợ chồng bỏ nhau lâu chưa? 7 năm. Thì muốn nó đi lưu ở Pháp à? Pháp ở đó? Đi thân đó. Chưa đi gì. Yeah. Mà đi lại, không đi lại đâu rồi. Thờ ma bên nhà mình lấy người về làm à? Thầy về làm rồi phải không? Thầy thổ à? Chân cái gì mà chân, chị còn làm cái này nữa, chị còn phải làm cái này nữa. Bây giờ em nói luôn, chị á, nắm lúc làm ăn không vào đâu. Chị á, đây trong hai đứa con của chị có đứa nào bây giờ ở cái chân hay cái tay được đau cái gì kia, có bị sẹo gì ở tay chân kia? Hai đứa con chị ý, chị thủ một lần rồi. Hôm trước ý, trước đi bên ngoài đi học ấy, suýt ô tô lâm cho một phát rồi, chị thủ rồi. Trong hai đứa này này, có một đứa bị suýt chị thủ rồi đấy. Đứa nào cái gì? Ở với chị thứ hai ở với bố. Chết ở mấy, ở với ai thì lấy người đấy thôi. Lấy hai người về đây làm gì? Đứa nào ở cùng thì lấy đứa đấy thôi. Đứa thứ hai đi ở với bố nó mang về đây làm gì? Rồi, chị này. Chị ở chỗ bà xem có bà chị xuống Đỗ Thanh Thành. Có nhà thì chỉ thủ công. À, thôi Minh Hòa, nhưng cái thủ công là gọi là cái gì đấy, không phải là Minh Hòa đâu. Thủ công ý, gốc xả, gốc keo hay là cây gì ở đấy? Không, chỉ là cô thôi. Chị thủ công ở trong nhà. Thủ công là chị không phải thủ công. Thủ công của bà làng không? Có đi lên làng không? Có. Nhưng phải thờ thủ công là cái gì? Cho nên là em, cho nên là như mà chị đến bói, em nói thẳng luôn, bọn chị đi bói rất ít, cho nên là sẽ không biết một cái gì về bói hết. Cho nên là em sẽ hỏi thật kẽ. Có cái thường thường nếu mà đã xác định người kinh ý, xác định người kinh ý, cái chủ công sẽ ở trong nhà, ở bên ngoài sẽ rất ít thôi. Đấy, và làm bảo thủ công, công ở cái làng đấy, nhưng mà nó ở gốc cây. Lắm lúc nó để gốc cây, người ta gọi gốc cây gì, hay là cần tường, hay là gọi là cái gì đấy. Ôi kệ, chị chỉ có đọc thôi về đây mình. Chắc chắn là sẽ không được đúng 100% địa chỉ chính xác đâu. Bởi vì hai chị không phải người chuyên đi xem bao giờ, cho nên là không biết, nó chỉ lai lái thôi. Nào, mấy thứ ai xuống? Ông á? Thứ mấy? Dạ, thứ mấy? Sinh năm bao nhiêu? 1963. Bà họ gì? Bà tôi. Thứ mấy? Đẻ thứ mấy? Thứ là đẻ bên ngoại, là người đẻ. Con trai họ Đỗ, thứ chồng họ Đỗ thứ mấy? Chồng Đỗ thứ mấy? Chồng mày. Đỗ Thanh Nghĩa không? Sinh năm bao nhiêu? 1990. Đọc cái gì không đọc ngày tháng đâu. Có cái gì đọc đấy. Vợ họ gì? Nguyễn Thị Vượng. Thứ mấy? Thứ 2. Con trai con gái? Con gái Đỗ Linh Đan. 2012. Thứ 2. Khoai muối không? Không. Làm cái gì? Chị mình ý. Và chồng mình làm cái gì? Kinh doanh buôn bán gì không? Kinh doanh buôn bán cho làm cả đường đó. Chị làm buôn bán. Có biết là nấu ăn cái gì?
trước được đi bói sổ đen được. Đấy, nên bói kinh nhiều hơn. Để xem để làm nhỉ. Chim bay vào nhà rồi. Năm ngoái chim bay vào nhà rồi. Chị này thế chị lấy thầy kinh về, chị có lấy cái hồn vía của chị ra lấy cái vía chị ra khỏi cái ma nhà họ chồng ngày xưa đâu. Bây giờ soi vào đây, bây giờ nói luôn ý, bây giờ chị thờ ma họ Nguyễn nhà chị, nhưng mà soi vào cái mệnh của chị thì vẫn là cái ma nhà họ Dương. Chị ngày xưa chị đi bái ma nhà họ Dương, bây giờ hai vợ chồng có phải là đã bỏ nhau hoàn toàn đâu. Thứ nhất là chưa bỏ nhau hoàn toàn, thứ hai là sống ly thân, mà sống ly thân thì đương nhiên kể cả không bói cũng biết. Bây giờ chị vẫn là ma nhà họ Dương thôi, bây giờ chị vẫn là ma nhà họ Dương, ma ấy, con ma ấy, chị vẫn cái hồn chị vẫn là nhập vào ma nhà họ Dương, nhưng mà bây giờ chị còn chưa tách ra khỏi cái ma nhà họ Dương. Đây là về, bây giờ chị lại lấy người về thờ ma nhà họ Nguyễn, loạn quá, loạn luôn. Cho nên á, chị đi làm á, mấy năm đi làm á, mới đi làm á, năm lúc á, chị á, toàn bị oan thế này thế kia, toàn làm ơn phải tội chị. Lấy người về làm đây, toàn lấy người về làm cầu yên cầu mát thôi, cầu lộc cầu tài thôi, phải sau giải hạn thôi, những cái đường âm này đã làm đâu, đã dứt khoát hẳn đâu. Tí nữa em đang bảo, tí nữa vào đã, tí nữa nhà thầy ấy á, tiến vào tổ tiên nhà mình đã nói. Tiểu nữ ảo qua đang nhất số
chị này á, em nói thật với chị chứ, chị đi bói khen cũng không phải là ít, chị đi bói người kinh cũng không phải là ít, nhưng mà em thấy nó đúng chưa từng thấy cái này thấy buồn cười quá. Cái trường hợp này buồn cười lắm, trái hết cả con ma rồi. Ở đi tay xích nhỉ đi la nhìn tôi, biên chết vui xong còn nằm biên tên ta rồi mở nay khi xong chỗ xong tên mơ xong tên xong chế mơ mê thấu bay con đúc thảo bay kêu mơ óc cãi thô cầm khen thương bay óc cầm thô tí bực pha lác la son con son dù pha lác đông bành thị chân chi lăng huyền chi lăng đàn sơn tỉnh Việt Nam quốc. Thô công mọi văn du thô bàn đầy dù công sao mọi văn du thô cô đầy chiều công du thô ban mọi văn thô công du thô tỉ mê ga mọi văn du kỳ thô cô mọi mưu thô công người mà mơ được mơ xa chỗ quan tông sao mà khay tăng trò rồng mà mở đường thử tinh mã khẩu xa mà khay tăng thử y ga tinh quan khẩu xem mơ khâu khái tao quân linh chăn ngò bếp ơi cùng chính và nguyện ở nguyện giang mơ tao quân nguyện họ mở nhang khâu khái đầm phương khâu mương cổ đầm cô đắm mừng họ nguyện tăng đầm ca thiên nhiên họ mơ đầm kê đầm a on mơ đầm con đầm lăng đầm cô đầm mê đầm đục nguyện này ở đâu này, họ xuôi lên đây này, họ này xuôi lên đây này. Gốc này, gốc ở xuôi đây này. Bây giờ mộ ông mộ chỗ ấy ở gần ở dưới gốc đây này, ở dưới xuôi này. Lên đây trên này ít mộ lắm, nhưng họ Nguyễn ở trên này nhé. Mơ các bạn tổ tiên ra tiền đời tổ tiên đông bà họ cùng trinh ba nguyên họ. Mơ nhà đồng nhà thánh ba cô ông manh các mặt tổ tiên ca tiền đời nguyên họ ơi. Giờ này phạm một văn sáu chết tài đây giờ này tay thì lúc sao lâu phần con ơi lúc ơi bay kinh khâu kiệt phù bay hết lũ lớn thể bộ sử ký lúc lũ dịu ma bộ sử ký lúc lũ lẩu ra quay lại này phan ma kỳ chèo cầm thổi bóc có thổi hương chèo phung lau mơ kỳ ơi mơ po đâm bừng lặng mơ công kỳ mơ ca trên mơ kỳ ông bà tổ tiên thiên công ma mờ các mắt mờ tổ tiên nhà đồng mỡ nhà thanh ơi bơm tay. Khó thật đấy, chưa em á, à nhà thầy á, bói à chưa thấy cái trường hợp nào khó những cái trường hợp này đâu. Nó không phải là nó có cái gì nặng lắm, nó vẫn bình thường, là nó bây giờ tất cả kể cả mình mấy con mình thôi, nó cũng không phải là có cái gì ốm đau hay là trục trặc cái gì nó nặng lắm đâu, nhưng mà bây giờ mình với chồng mình gọi là bỏ nhau đi. Còn là ta tòa cho đi dị chứ, an toàn chưa? Đấy, bây giờ còn chưa dứt cái gì hết. Bây giờ hiện tại soi nhá. Hiện tại nhà thầy nói luôn nhá. Mình còn đang là cái ma nhỏ dương đây này. Bây giờ ma nhỏ dương đây này, đi lấy chồng cái ma nhỏ dương đây này. Chưa tách ra khỏi cái ma nhà chồng, bây giờ về lại không biết ai mách, ai xui, ai khiến cho này dám lấy cái ma nhà họ ngoại về thờ. Thế này. Mình có hỏi ai không hay là mình khác làm? Có hỏi thì cái người già đâu, cái người già làm sao lại làm cái kiểu gì kiểu này? Chị nghĩ là chị ở đây gần chục năm rồi, không thờ cái gì thì cũng không thờ, nhưng mà chị phải lấy thầy về, chị lấy cái hồn vía bảo thầy đi, bảo thầy
bảo thầy bảo thánh ý, mình không mình với nhà chồng không tốt thì thôi, nếu mà không thể đi lại được nữa, không thể đi lại nữa, không đi được lại nữa thì không nhất thiết là mình phải đến cái nhà chồng để lấy cái xin cái hồn vía của mình về đâu. Mình ngồi ở đây, mình ngồi ở cái nhà mình, xong rồi bảo thầy bảy thánh, thầy bảo thánh lấy binh lấy mã, lấy cái hồn vía mình, vạn cái hồn vía mình quay về mấy cái họ ngoại này, mình quay về họ ngoại này, mình phải lội vào chỗ còn nhiều thủ tục lắm. Nhưng mà qua bây giờ là bên then này nó phức tạp hơn cái bên thổ rất nhiều. Nó phức tạp hơn bên tổ rất nhiều, nhưng mà cái đường đi lối bước nó làm bao giờ nó cũng đi kỹ hơn. Bây giờ chị vẫn là cái ma họ Dương, đi ăn gà hoa ma họ Dương. Bây giờ chị lấy con cả, chị lại còn có con cái về theo ở như thế này nữa. Bây giờ mỗi người một con, mỗi người con thì theo bố, con thì theo mẹ như thế này. Bây giờ chị thở, chị à, chưa xảy ra đâu, sau này xảy ra chị á, nước mắt rơi của chị không ấy được đâu. Sau này chị hối không kịp, tí nữa xỉ thánh xuống hết xong là hẳn bảo cho chị nghe. Sao lại đi làm như thế này, cái người giả như thế. Cái con ma nó đang tưởng với mình ấy, cái con ma nó đang tưởng với mình ấy, đến lúc xảy ra rồi bắt đầu mới ấy. Thà rằng mình đi lấy chồng họ Dương, mà hai vợ chồng sống gọi là chưa hoàn toàn dứt hết ý, gọi là không đi lại nữa. Nhưng mà chị phải dứt khoát, kể cả ai như thế, ra tòa hay là không ra tòa, mà đã tốt nhất ly dị, đã sống ấy thế này, ly thân thế này, đã ly thân là ly dị luôn. Bởi vì sống, bây giờ mình sống mình phải có con ma, mình phải thờ con ma, một là thờ ma nhà chồng mình cũng được, cũng không vấn đề gì đấy, đáng nghĩa là chị phải thờ ma nhà chồng chị mới đúng. Mình mới chồng mình không tốt nhưng mình vẫn phải thờ ma nhà họ chồng mình. Mình không thờ con người nhưng mình thờ con ma đấy, nó vẫn đúng hơn đấy. Nếu mà 100% mà mấy chồng mình không có một cái gì nữa thì mình thờ ma họ ngoại mình nó cũng đúng, nó không phải có là cái gì sai, nhưng mà đã thờ ma họ ngoại mình ấy, quay về phải có lễ, phải lội vào cái họ riêng này. Ngày xưa đi ăn gạo, đi làm dâu họ Dương rồi, làm ý là bây giờ báo lên làm dâu không thành thì bây giờ quay về là lại vẫn thành con cháu nhà họ Nguyễn, không phải con dâu nhà họ Dương nữa, không phải con của họ Dương nữa, con cháu nhà họ Dương nữa, mà đi làm mình đi lấy chồng có con rồi. Nhưng bây giờ lấy chồng có con rồi, mình đi có con với người ta rồi thì mình quay lại cái họ Nguyễn nhà mình phải lôi vào cái chỗ này đi, lôi vào, ý là xin lỗi vào ấy, lôi vào thì mình mới được thành ma nhà họ Nguyễn này đấy. Ta lại đi thờ cái kiểu này, chị làm này sai lắm ấy. Nhưng mà nó chưa xảy ra thôi, đến lúc xảy ra chị không kịp đâu, không phải đùa đâu. Cứ đi làm thì đi thôi, làm lớp tâm hồn để đi đâu ấy. Cái chị này ấy, làm cái gì đâu. Xong con nam thiên vương đã rô dô kỳ mơ đình đông khân khải cóc thay con nam du tảng cóc pháp bay khân tí thay luôn bảy khân mương phất kể bay khân tí thay luôn bảy khân mương thay luôn thấy kê mơ thay thế hư giang thay luôn hư hỏ mồ linh a linh các mơ tao đạo cao công hư ca vi ca linh ca nỉ ca nỉ ca thay phủ thăm bí nhà thay thăm cây cầu thay thầy phù quê ca cốc pháp hư tam thầy tông hư khổ pháp với tù trung quốc khẩu ma thanh lau tù trung hoa ma liệu cốc cây bị ô đô chỗ ơi bị say bị pháp bị say bị tảo bị thiên cùng bị say khi bị đầy bị đu phong tam bơi cốc pháp ơi ư trên bên bước chủ tay đinh thầy đinh tư mơ tao quang tao xỉnh tao chuẩn ư à pháp lao đô kỳ Trung Quốc Trung Hoa Trung Quốc văn xưa Trung Hoa thơ này ơi em. Mơ sinh pháp đủ thiên sinh thiên đủ thiên đủ và mã phục vô lô thiệt trường mơ tham chiếc bơi đôi và hạ chiếc bơi đôi say à. Mơ đao đi thong ngăn ta văn tòng tỏi đông tây nam bắc thăng bắc chỉ phong tô hạ đủ say tô nay đúng pháp ơi dù nơ phạm đúc cương thầy ơi dù nơ bân đúc thờ đúc thơ đúc cương đúc thơ đình đông đúc cương đình đình đúc thơ cứu thân đúc cương cứu thơ cứu ao bờ ba chị nguyện
nên là tăng tiểu nữ gầu ba năm nhân tổ kinh lên đầy cùng chinh ba trăm tiếp thép đi ra nịt bảy cân khai ta phần bảy cân tặng ta vì ta đây thì coi mà ta đây mới ra đỉnh coi lại công tam bơ công pháp ơi chi hạ bác chủ xây bình thầy bình thường xin ngao mơ công pháp hôm nay xin ngao mơ thầy đồn hôm khó ơi xin ngao mơ thầy thờ thầy cha thầy trả thầy dạy thầy thờ cấp sắc cho nam thầy cha mà cấp đinh cho hiểu cha và bơi vẫn còn lúc chiều tàu rồi phát tay tay à vẫn chờ con nằm tàu rồi thầy đây phải sát tàu pháp sân sương thầy sau tay chờ gọi pháp sau pháp cho tung tay sau tay tinh ngao mơ thấy thợ con làm tinh ngao mơ thấy trả con hiếu ơi giả lúc thiếu chỉnh pin pháp pin cương con nam chỉnh pin pháp bay mơ con nam chỉnh kỳ lúc thiếu chỉnh pin cương bay bạc sinh ngao mơ pháp kê ôm ra thấy lô ôm hỏi thấy thơ ơi con nam à thầy cha ơi con hiểu đứng tâu la son con tròn đứng tâu tài vô cùng chinh và cao lộc mở làm sơn tỉnh Việt Nam quốc ơi bông pháp bơi thầy cha nhân kỳ kỳ vi giới ngồi văn phủ nam cha pháp ngồi văn nhang phủ hiểu phu lúc hiểu thông minh cha ơi phủ con nam thông sáng xin phong tam bước cốc pháp xin ngao chân kết bậc châu thầy tình nhà cha bay con ơi nga thầy thở thầy cha kỳ nga thầy dạy mơ thầy thở thầy con thầy kỳ lúc hiểu bay theo mơ pháp kê cung hồng tang ơi thầy lông hồng họ xin phong thăm mừng công pháp ơi mơ này kỳ lô pháp ma say mơ này kỳ kiến phải ma leo pháp kê hồng tang thầy lông ơi mê thầy lông hồng họ ơi vô quân tê con văn an đế sử cùng chinh ba mơ à. Mơ chinh lăng ơi làm sơn tỉnh Việt Nam quốc xin phong thăm mừng công pháp ơi nay ao kỳ bóng pháp ma say xin ngầu môi bóng thầy ma leo mà ban thăng phu nam cha ơi mà ban thương phu hiểu phủ lục kiêu ơ bay phân khai soi hương bay du tản soi xa ơ xa ti hơ cùng ma thắp ti hơ cùng tháo soi ti hơ cùng tay xa ti hơ cùng đáy ê y ga cùng tháo thế ghê cả mọi văn nề ngờ lúc thiếu soi xạ linh đồng con nam mơ soi hương linh thị khi pháp kê du thiên thiên ấy mơ du thiện du phạm pháp ơi đục thơ ma cứu dân thiên đau đục cường ma cứu đời pháp đục thơ linh đồng thiên đục cường linh lý ơi à. Mơ du khai thủ công đất công thanh vang thủ tỷ thủ công ơi kỳ lăng căn la son con son lau lăng cẳng tai vô là gì công gây khay lâu hư kỳ vinh mạ thần lung giờ nay công sao ơi thầy ta hử đích quan lâu bay tiêu mơ du khai cốc đung trang bàn có ngãn trang son mơ du khai năm phương du bần cổ đâm mới khỏ hư răng đô ca xếp đầu hư ngó kỳ ơi hử cốc đi ổ chú mì say à mỏ say pháp say xin cùng mì say đi đây đi hử dù khai nàng lâu dù bần nàng tay nàng canh kép bết nàng bần dằm thay nàng đau bần dằm thô chinh hai ngàn giờ này xin pháp ma say giờ này xin thay ma đèo giờ này xin pháp đúng tô giờ này xin thay ma đèo mơ bóng ơ bóng pháp ơi mơ câu khai dẹp đàng thay ơi mà câu khai dẹp kéo dẹp kéo đục kiểu mạnh đến dẹp đàng mơ còn làm mạnh khỏe bóng pháp ơi dẹp kéo mơ khấn khai à soi gương bóng thầy dẹp đàng mơ dù tàng ơi ơi soi xa tiểu mơ lúc thiếu kỳ người ta biến thân dẹp đàng mơ mơ còn tàng ơi ta còn vô hào mơ lúc thiếu sinh pháp ra qua còn nằm sinh thay sinh thiên vừa rồi sinh hào mở binh mã nhà vua binh quân nhà vàng binh mã lúc thiếu thiên đồng binh quan con nằm thiên tay tướng mã phục vô lô đinh nhà cha phải con đinh lúc mọt tay theo các binh quân con nằm tay nếu mà lau kêu đi đi rửa luôn kêu ngày ngày mà lau kêu hàng bảy hàng ba binh lau kêu hàng năm hàng nửa mà lau kêu hàng bảy binh thông lô lừa đầu giờ này kêu hàng mười binh thôi
theo áo pháp du phạ soi lung, theo áo thiên thiên nơi mơ dù tỉnh bần la soi bảy. Pháp bê dù tỉnh phạ soi hương, thiên đau dù tỉnh bần đi người soi xa. Mọi văn pháp báo xạ tì hờ cùng mà, mọi văn thay người soi tì hờ cùng hảo. Pháp bê thì binh mạ ơi theo đô phạ đô bần, binh mạ theo đô phạ nó thì bay xa, thiên ơi theo đô bần bay diệt. Pháp lao qua lư, đồ thiên lao qua lư, qua tấu. Đồ pháp lao qua vần, đồ thiên lao qua vần, qua tấu. Ơi, thì bà ơi, kéo đi đi, rồi luôn kéo ngày ngày. Kéo hàng bảy hàng ba, kéo hàng năm hàng mười. Kéo hàng bảy tinh thông, kéo hàng mười mở pin tối. Kéo mơ nhăn khâu khái phủ công, kéo khẩu không thổ tỷ. Kéo khâu thổ công lầm lầm, kéo khâu mở không sao, ngay ngay. Tông bừng pha lác la son con son nơi dù pha lác tai hung lá sử. Tông người dù cóc lung mơ hù bà cóc ngán hù son nha mon thủ tì đất tông thanh vang thủ công kỳ ga đất tông mơ thanh vang thủ tì. Thổ công ngây giờ này đang chúc kỳ chứng tha cầu sao ơi năng giờ này đang son tay chứng tha chứng kiên ơ. Kiên giờ này thô công người tắt màn bóc bưng thay tô mà tắt cao mơ màn ba bưng thay tô ốc. Giờ này mở ơi nga binh mã cầu sang giờ này bình quân cầu xiên mở nhằng cầu khái thô công ưng kín mở nhằng đất tâm tinh văn thủ tì xiên tao tô công cầu chẳng. Sao mơ thô tì ao chẳng ao chinh ơi. Thô công người mỏi văn mừng cùng ao khen thư đung ra ngày ngày ao pha mơ đung nghen đung cổ đung bóc long miền giang. Cô áo ký lúc ba nguyện bó mơ nhăn nề tháo tay con lúc khác bay theo con số phòng tên không tên con chề. Ra theo Phật lăng tứ văn ba xa lăng tử văn con Phật lăng khẩu bác thở khỏi thang xà lăng khẩu con nam khỏi vọc kỳ binh chú ê ca xếp chân kỳ bình quân xe chính. Cóc linh bố tô tăng thăng linh bố tô nhào nhào cóc pháp bổ đây nhào tảng thay lo cùng vô cáo pháp khẩu ra thay khẩu xếp pháp dù thiên 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 dù phạm. Đất bên ngoài cho đất bên ngoài cho đây làm sao mà này không tạ cái đất xong mà làm cái giấy sang đi. Bây giờ thấy về âm soi về âm vẫn là đất bên ngoài, âm lộc ở bên ngoài đây này, đất của ngoại đây này. Bây giờ soi vào cái thủ công, hỏi vào cái thủ công nó bảo như mình đi ở nhớ ấy. Vừa con nam tham một bương lốp xa tôi vẫn làm lại có cái túi giấy ấy, túi làm nào kia. Kéo lên trên một tí nó cháy vào, kéo cả cái gỗ này lên cái miếng đệm này bỏ xuống đi nó cháy tay này. Đây kéo lên được rồi. Khi thu công lầm lầm thiên tới ngọt thủ thì ngày ngày ngọt thủ công đa quả. Được rồi. Thiên nơi ngọt thủ thì vừa rồi vừa nay không khai tạo quân tình chẳng ngọt biết khóc biết lầm lầm. Tính người khâu thì mơ nhận tao quân ngày nay khâu có biết bày xa khẩu tao quân bay xiếc. Giờ này xét tao mở ngõ bếp mừng nguyện giam. Này sẽ tàu mở tàu quân nguyên hộ ngò bế bơi mỏi văn mừng cồn tu vân phòng văn ngày ngày cồn ca tăng phong ăn trèo phát mừng đẩy kim giai bảo ngài mừng đây tìm con.